trong cậy Chúa con, những kẻ làm dân nương Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn mát ta và các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn mát ta và các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được, vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin yêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Lạy Cha Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao ca. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững vàng tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, nguyện một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin truyền cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phụng vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Thank you.
Chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho cha George Brin dòng Đa Minh mới qua đời hôm qua. Ngài làm việc ở trong địa phận chúng ta và cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Tuệ lễ an táng hôm nay ở bên Mỹ và tất cả những linh hồn xin chúng ta cầu nguyện cho thường xuyên. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Hosea. Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Đất càng màu mỡ thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ đây chúng sẽ đền tội. Chúa sẽ đánh vỡ các tượng thần và phá tan các bàn thờ của chúng. Bấy giờ chúng sẽ nói, chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Chúa, và nhà vua sẽ làm gì cho chúng ta? Samaria đã làm cho vua mình qua đi như bọt nước. Những nơi cao dựng tượng thần sẽ bị phá hủy. Đó là tội lỗi của Israel. Cây ké và gai góc sẽ mọc trên bàn thờ chúng. Chúng sẽ nói với núi non rằng, hãy che lấp chúng ta đi. Chúng sẽ nói với đồi rằng, hãy đổ xuống trên chúng ta cho rồi. Các ngươi hãy gieo rắc sự công chính và sẽ gặt mùa nhân từ. Các ngươi hãy khai khẩn những khu đất mới. Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa. Khi người đến, người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy sướng ca đàn hát mừng người. Hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của người. Tâm hồn những ai tìm Chúa hãy mừng vui. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.
hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều miệng Ngài phán quyết. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của người, hỡi con cháu Jacob, những kẻ được người khen chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của người bao trùm khắp cả địa cầu. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em của ông, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em của ông, Philip-phê, Bartolomeo, Tô-ma và Mát-thêu người thu thuế, Giacôbê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon nhiệt tâm và Giu-đa Iscariô là kẻ nộp người. Chúa Giê-su đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Khi bắt đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu cần 12 người trẻ để cộng tác với mình, để làm mục tử cho đàn chiên, làm thợ gặt cho mùa lúa chín vàng, làm tông đồ cho một nước Palestine nhỏ bé. Và Chúa chia sẻ cái uy quyền mình có và sứ vụ mình làm cho cùng với các ông. Con số 12 là con số gợi nhớ đến là 12 chi tộc Israel ngày xưa. Giáo đội Ngài thiết lập sẽ là Israel mới đặt nền trên 12 người trẻ. Chúng ta không khó hình dung mà chúng ta thấy họ vẽ ông Thánh Phêrô mặt như thế này, ông Thánh Phêrô kia. Nhưng mà trong phúc âm thì cũng đâu có tả, mà hồi đó thì cũng đâu có ai biết mặt mấy ông sao. Khó, chúng ta không có biết khuôn mặt của họ, nhưng mà biết tên của họ qua các sách tin mừng. Cho dù có chút dị biệt ở trong ba sách Phúc Âm Nhất Lãm, họ có cá tính và cuộc đời riêng, nhưng đều được gọi bởi Thầy Giê-xu và được Thầy sai đến với dân tộc mình là Israel. Và tin mừng hôm nay, tin mừng Matthew kể tên nhóm 12 theo từng cặp. Simon Phêrô đứng đầu danh sách, còn Giu-đa Iscariô thì đứng cuối. Chỉ sau này chúng ta mới biết Simon sẽ chối Thầy và Giu-đa sẽ phản bội. Rồi có những cặp anh em ruột Simon và Andrê, Gioan và Giacôbê. Có người làm nghề thu thuế cho quân đô hộ là Matthew. Có người lại muốn dùng vũ trang giải phóng đất nước, đó là Simon nhiệt thành. Có ba người được coi là môn đệ thân tín, đó là Phêrô, Gioan và Giacôbê, đi đầu chỗ ông mang họ đi. Biến hình trên núi cũng có ba ông này. Rồi lúc ở trong vườn cây dầu cũng ba ông này.
Nói chung thì đa số họ là người ít học thức, làm nghề đánh cá. Được sai đi thật là một thách đố đối với họ. Không biết là họ có làm nổi cái việc của Thầy giao không, mà Thầy vẫn giao. Vào thời Chúa Giê-xu thì rao giảng nước trời đã đến gần là điều không dễ. Vì người Do Thái là muốn tin nước trời đã đến gần thì cần phải minh chứng bằng hành động cụ thể như chữa lành bệnh hoạn và khử trừ thần ô uế hay làm phép lạ. Vào thời nay thì họ không bắt chúng ta, các tông đồ, những người đi rao giảng là phải chữa lành bệnh hoạn, khử trừ thần ô uế, nhưng mà vẫn không dễ chút nào, càng không dễ chút nào. Và rao giảng thay vì chữa lành bệnh hoạn, khử trừ thần ô uế thì phải đi đôi với công việc phục vụ con người. Chẳng hạn như lập bệnh xá, bắc cây cầu, đào giếng nước, giúp trẻ em nghèo đến trường, đưa người cai nghiện về lại với cộng đoàn, cho các cô gái lầm lỡ có chỗ sinh con và nuôi con. Chúng ta bên này chúng ta không làm như vậy, nhưng mà ở bên Việt Nam thì các sơ, các dòng họ vẫn làm như vậy. Và các cha xứ ở những cái vùng xa xôi thì vẫn làm như vậy. Nhưng mà dù có làm như vậy, theo thống kê thì con số tín hữu mấy chục năm nay vẫn thế. Người chết đi thì sẽ bù lại là toàn những người mà được rửa tội. Bù lại, không kể những người có danh sách mà có tên trong sổ rửa tội nhưng mà chẳng bao giờ giữ đạo hay là bỏ đạo. Rất là ít người trở lại đạo. Nên nó không còn dễ đâu. Rồi các tông đồ ngày xưa thì đã đi khắp đất Palestine và đã đặt chân đến những vùng đất mới sau khi Chúa Giê-xu về trời. Thế giới hôm nay thì rộng hơn và phẳng hơn xưa. Chúng ta được Chúa phục sinh sai đến với mọi dân tộc. Trong đoạn cuối của phúc âm Matthew, con hãy đi rao giảng khắp thế gian. Và các phương tiện truyền thông ngày nay giúp ta dễ dàng làm chuyện đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có lễ live stream. Thì những bài giảng của tôi được đưa với Cha Hồng được đưa lên trên mạng, đưa trên Facebook và trên YouTube. Thì họ cũng truy cập vào, đôi khi thì cũng họ cũng nghe, có người nghe được, có người không nghe được. Nhưng mà nó cũng ở trên đấy, ai thích nghe thì nghe. Nó cũng dễ dàng hơn trước nhiều. Nhưng chúng ta vẫn không được quên là trên thế giới còn gần 6 tỷ người chưa đón nhận tin mừng. Và theo thống kê ở Việt Nam, bây giờ chúng ta là có hơn 80 triệu đồng bào chưa đón nhận tin mừng. Chỉ có khoảng chừng 7-8% dân số Việt Nam là người Công giáo và người Kitô giáo. Số còn lại chưa bao giờ biết Chúa và cũng không muốn biết Chúa. Nên công việc Chúa bắt đầu từ 2000 năm trước vẫn đầu phải tiếp tục. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho việc mở mang nước Chúa. Cầu nguyện cho những người tông đồ mà chúng ta thấy bây giờ càng ngày càng ít người đi tu, càng ít người làm linh mục. Mà công việc thì bao la, sức người có hạn. Tôi từ hồi bệnh giờ sức khỏe nó on off, nó không biết bao nhiêu, không còn sức nữa. Nhiều khi nói không ra hơi nữa. Nhưng mà tôi cũng cố gắng. Chắc hết năm nay phải xin nghỉ hưu thôi.
Chúc tùng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúc tùng Thiên Chúa đến muôn đời. Chúc tùng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bảy cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tùng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con càng ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Timothy, Đức giám mục phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả những linh hồn chúng con nhớ đến trong thánh lễ hôm nay đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Người, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Trần gian xin thương xót chúng con, lạy Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con, lạy Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em. Chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thương xót chúng con. Cầu cho chúng con.